Vương triều Trần trị vì từ năm 1225 tới năm 1400, được đánh giá như một giai đoạn lịch sử huy hoàng nhất của đất nước Việt Nam với những võ công vô cùng hiển hách. Tuy nhiên, để lập những kỳ tích đó, không thể không nói nhà Trần phải vượt qua nhiều thử thách, sóng gió trong nội tộc. Trong đó, phải kể tới drama gia tộc giữa Trần Liễu là thân sinh của Đức Trần Hưng Đạo, vị tướng tài ba lỗi lạc bậc nhất trong lịch sử Việt Nam, và vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh, mà trước khi chết, Trần Liễu đã trăng chối lại với Trần Quốc Tuấn, tức Trần Hưng Đạo rằng: "Con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được." Vì sao Trần Liễu lại thù hận người em của mình đến chết vẫn không nguôi? Liệu có phải là mối thù cướp vợ năm xưa hay còn nguyên do nào khác? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về điều đó trong video ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để kịp thời cập nhật những thông tin mới thú vị nhất. Trần Liễu sinh năm 1211, là con của Trần Thừa và bà Lê Thị. Sinh ra là con trai cả trong gia đình có 8 anh em, mà Trần Thái Tông chính là người em thứ hai của ông. Khi ông sinh ra và trưởng thành, họ Trần lúc đó dẫn đầu là Trần Lý, đang là thế lực quân Việt có sức ảnh hưởng tại thôn Lưu Gia, buộc vị thái tử của nhà Lý là Lý Hạo Sảm phải nương nhờ gia tộc này. Sau khi cô của Trần Liễu là Trần Thị Dung gả cho thái tử, gia tộc họ Trần chính thức tham gia vào cuộc chiến chính trị khi ấy. Thái tử lên ngôi, tức Lý Huệ Tông, gia tộc họ Trần lại bị xoay vần vì tình hình chính trị phức tạp và dã tâm của người chú Trần Tự Khánh, một người không hề giấu giếm việc muốn thao túng hoàng gia nhà Lý. Tới giai đoạn năm Bính Tý, thời kỳ Kiến Gia năm 1216, lúc này Trần Liễu mới lên 6 tuổi, chính quyền nhà Lý cơ bản hoàn toàn nắm trong tay họ Trần. Sau khi Lý Huệ Tông quyết định nương nhờ người chú Trần Tự Khánh, đồng thời sáng lập Trần Thị làm hoàng hậu. Không rõ vào thời gian nào, Trần Liễu cuối cùng cũng được ban hôn với Thuận Thiên công chúa Lý Oánh, chị của Lý Chiêu Hoàng, con gái lớn nhất của Lý Huệ Tông, đồng thời còn là chị em họ của ông. Vì mẹ của Thuận Thiên là Trần Hoàng hậu, dù con nhỏ, Trần Liễu cũng giống con trai Trần Hải của Trần Tự Khanh, đều được nhà Lý ban tước vị vương hầu. Trong khi Hải là tước vương thì Liễu là quan nội hầu. Tuy nhiên sau đó không lâu, Trần Liễu một lần nữa được phong tước vương, vị hiệu là Phụ Cản Vương. Năm Giáp Thân, Kiến Gia năm thứ 14, 1224, triều thánh công chúa Lý Thiên Hinh được Huệ Tông truyền ngôi, sử gọi là Lý Chiêu Hoàng. Người chú họ và cô ruột của Trần Liễu, điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ cùng hoàng hậu của Huệ Tông là Trần Thị đã sắp xếp rất nhiều anh em của Trần Liễu thuộc gia tộc họ Trần vào cung. Em trai ông là Trần Cảnh vào cung làm quan nội thị để phục vụ gần vị nữ hoàng đế. Trong thời gian đó, Trần Cảnh và Chiêu Hoàng gần gũi nhau, dẫn đến việc Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào cuối năm 1225, chấm dứt triều đại nhà Lý tồn tại hơn 200 năm. Sau khi Trần Cảnh lên ngôi, vua Chiêu Hoàng trở thành Chiêu Thánh Hoàng hậu, vị hoàng hậu đầu tiên của triều đại nhà Trần. Còn Trần Liễu được phong làm Thái úy, một chức vụ khiến ông được dự hàng tể tướng dù khi ấy mới 17 tuổi. Đến năm 1234, sau khi cha của hai người là Thái Thượng Hoàng Trần Thừa qua đời, Trần Liễu vì là anh cả nên được Thái Tông ban vị trí phụ chính với tư cách là Thái úy, đồng thời được sắc phong vị hiệu làm Hiển Hoàng. Từ thời kỳ Chiêu Hoàng và đến Thái Tông tự xưng Văn Hoàng, có thể thấy Hậu Tố, Hoàng đều do một hoàng đế tự xưng. Điều này cho thấy Trần Thái Tông rất cất nhắc ông. Từ đây, ông chính thức ra chính trường phụ chính cho Thái Tông bên cạnh Thái Sư Trần Thủ Độ. Việc sắc phong anh trai làm Hiển Hoàng của Trần Thái Tông khiến Ngô Sĩ Liên bất bình, cho rằng tuy là anh trai nhưng Liễu chỉ là thân tử. Thái Tông ban phong hiệu cho anh trai ngang với danh xưng hoàng đế đã khiến danh không chính, ngôn không thuận, thế thì việc không thành. Tuy nhiên không lâu sau đó, vào năm 1236, Trần Liễu khi ấy làm chức trị sự của Thánh Tử Cung nhưng nổi tính cưỡng gian một cung phi cũ triều Lý tại cung Lệ Thiên. Nhân tội này, Trần Liễu bị giáng làm Hoài Vương. Nhưng nhiều sử gia sau này cho rằng bản án này là một thuyết âm mưu để hạ bệ Trần Liễu, bởi ở vị thế của ông ta lúc đó thì việc gì phải đi làm bậy với các cung phi tiền triều, nhất là khi ấy hầu hết người trong số họ đều đã lớn tuổi. Nếu Trần Liễu muốn thì
thì chỉ cần phái thủ hạ gian xếp là xong. Cái việc tìm phấn giò này cũng không thể nói Trần Liễu say rượu rồi làm càn vì say rượu thì đâu có thể đi thuyền lúc nước to. Với cái án kỳ cục này, Trần Liễu bị phế từ Hiền Hoàng xuống Hoài Vương. Trong bối cảnh quyền lực khi đó nằm trong tay Trần Thái Tông, Trần Thủ Độ, Trần Liễu thì ai có thể ép Trần Liễu cái tội mất hết danh dự này? Trần Thái Tông là người nhân đức, chắc khó làm chuyện này, và khả năng cao nhất là một người quyết đoán, không từ thủ đoạn như Trần Thủ Độ. Và sau cái vụ án, Trần Liễu không còn là thái úy ngang hàng với Thủ Độ trên triều đình nữa. Mọi quyền lực rơi vào tay Trần Thủ Độ. Rồi 2 năm sau, Trần Thủ Độ lại dồn thêm Trần Liễu vào bước đường cùng nữa. Đến năm 1237, vì Thái Tông lấy Chiêu Thánh đã lâu, mãi không có con. Thực tế năm 14 tuổi, Chiêu Thánh đã từng sinh con trai, đặt tên là Trần Trịnh nhưng lại mất ngay sau đó. Nỗi đau đó khiến Chiêu Thánh đau ốm liên miên và suốt 4 năm tiếp theo, bà vẫn không thể sinh con nối dõi cho Trần Thái Tông. Mà bối cảnh triều đại khi ấy, cần một thái tử có dòng máu Lý Trần để ổn định được lòng dân. Chính vì điều đó mà Thái sư Trần Thủ Độ đã ép vua truất ngôi hoàng hậu của Chiêu Thánh, lập Thuận Thiên công chúa, chị gái ruột Chiêu Thánh, đang mang thai 3 tháng, vợ của Trần Liễu và là chị dâu của Trần Thái Tông lên thay ngôi vị này. Vua Trần Thái Tông phản đối kịch liệt, nửa đêm cùng với hai người hầu thân cận là Trần Thiêm và Trần Khuê Kình trốn khỏi kinh thành lên núi Yên Tử. Gặp quốc sư Phủ Vân là bạn của mình, nhà vua bày tỏ ý định muốn nương nhờ cửa Phật. Quốc sư trả lời rằng trên núi không có Phật mà Phật ở ngay trong tâm ta. Quốc sư và vua đàm đạo về Phật Pháp chẳng được bao lâu thì Trần Thủ Độ và quân lính tìm tới khuyên vua về triều, nhưng vua không nghe. Thủ Độ cương quyết với nhà vua rằng xa giá ở đầu, tức là triều đình ở đó, rồi cho quân lính xây các cung điện. Sợ mất nơi yên tĩnh, nơi tu hành nên quốc sư khuyên vua trở lại kinh thành, và nhờ vậy Trần Thái Tông mới trở lại hoàng cung. Còn về Trần Liễu khi đó, vì nỗi đau mất vợ, ông thừa dịp khi Trần Thủ Độ đưa quân đi tìm vua Trần Thái Tông mà không lo chuyện phòng bị, liền đưa quân đánh chiếm kinh thành. Nhưng Trần Liễu không liệu trước được rằng Trần Thủ Độ là người mưu kế và đã sắp đặt mọi chuyện ở nhà cho các tướng khác. Khi Trần Liễu cùng với quân lính đang trên đường đến đánh kinh thành thì bị quân triều đình bao vây. Vì không đủ sức chống lại quân triều đình và để thoát khỏi cái chết, Trần Liễu nghĩ tới vua Trần Thái Tông, người em trai hết mực yêu thương mình, vì biết chỉ lúc này có ông trong lúc này. Trần Liễu đã ngầm cho người hẹn với vua Trần Thái Tông đúng giờ bơi thuyền ngự ra sông cái cứu mình. Khi vua Trần đến, Trần Liễu giả làm người đánh cá đến thuyền vua xin hàng. Tới khi gặp Trần Thủ Độ, vua Trần Thái Tông lấy thân mình che chở cho Trần Liễu nên Trần Thủ Độ không làm gì được. Trần Thủ Độ tức lắm nên ném gươm xuống sông và nói: "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các ngươi thuận nghịch thế nào." Sau khi được vua Trần Thái Tông cứu thoát chết bên sông cái, binh lính của Trần Liễu đã bị giết chết. Riêng Trần Liễu nhờ có thêm sự hòa giải của bà Trần Thị Dung mà ông và vua Trần Thái Tông đã tha thứ cho nhau và tình cảm anh em trở lại như xưa. Để an ủi ông, Trần Thái Tông lấy đất an phụ, an dưỡng, an sinh, an hưng và an bình cho ông làm ấp Thang Mộc và sử phong hiệu là An Sinh Vương. Thế nhưng tại sao trước khi chết, Trần Liễu trăng trối với con mình? Con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Có thể thấy rằng, dù nhận ở thế thua cuộc và xin tự hàng, Trần Liễu vẫn rất hậm hực và bất mãn với em trai mình. Đến tận khi chết thì Trần Liễu vẫn giữ mối thù này mà không buông bỏ được. Biểu hiện rõ nhất của tâm lý này chính là việc Trần Liễu tìm người đào tạo con trai thứ là Trần Quốc Tuấn. Khi nghe thầy xem tướng nói, Quốc Tuấn có tướng đại quý, dồn rất nhiều tâm huyết để đào tạo Quốc Tuấn giỏi giang, hòng uy hiếp con cháu của Thái Tông. Vậy tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Phải chăng có điều gì ẩn khúc bên trong? Thiết nghĩ, để tình cảm anh em có được như xưa, phải chăng Trần Thái Tông đã hứa với anh mình rằng, cho dù Trần Thủ Độ có bắt vợ của anh làm vợ mình, ở trong cung, ông vẫn giữ khoảng cách giữa chị dâu và em chồng. Có lẽ Trần Thái Tông đã hứa với Trần Liễu là sẽ không phạm tới thân thể của chị dâu, nên Trần Liễu mới hứa sẽ tha thứ và bỏ qua cho vua Trần Thái Tông. Thế nhưng, sau khi Hoàng hậu Thuận Thiên sinh Trần Quốc Khang, đứa con mà bà mang thai trước với Trần Liễu, thì bà tiếp tục đẻ thêm những người con khác với vua Trần Thái Tông,
như Trần Hoàng, Trần Quang Hải, Trần Nhật Vĩnh và Trần Ích Tắc. Phải chăng đây chính là nguyên nhân sâu xa của mối hận này? Có thể đây chính là nguyên nhân làm cho Trần Liễu vẫn còn hận em mình cho đến chết, vì ông cho rằng cái lỗi này không còn là lỗi của Trần Thủ Độ nữa, mà là do đứa em trai mình, tức vua Trần Thái Tông, đã không giữ được tình chị dâu với em chồng như đã hứa với Trần Liễu. Vậy, sau lời trăng chối của người cha, Trần Quốc Tuấn đã ứng xử ra sao? Lúc nghe được lời dặn dò, quả thực Trần Quốc Tuấn đã đồng ý vì đạo hiếu, nhưng trong thâm tâm lại không cho điều này là đúng. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã bỏ qua tất cả những hiềm khích của thế hệ trước để trở thành trung thần số 1 của nhà Trần. Nhưng ở góc độ ngược lại thì cũng phải ca ngợi vua Trần Thái Tông đã có quyết định rất dũng cảm trong việc trọng dụng người cháu trai, bởi vì nếu chỉ nhìn sai người thì không những cơ đồ nhà Trần mất mà có khi Trần Thái Tông còn gặp họa sát thân. Như đã nói, Trần Quốc Tuấn từ nhỏ đã được nuôi dạy ở Thăng Long bởi người cô ruột Thụy Bà Công Chúa, em gái của Trần Thái Tông và Trần Liễu. Quá trình Quốc Tuấn được nuôi dạy và sự trưởng thành trong nhân cách cũng như tài năng của ông được triều đình theo sát. Năm 1251, Trần Liễu qua đời và đến năm 1257, Trần Quốc Tuấn bắt đầu được trọng dụng theo Đại Việt Sử Ký Toản Thư chép. Tháng 9 xuống chiếu, lệnh Tả Hữu Tướng Quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới theo sự tiết chế của Quốc Tuấn. Chi tiết này khiến nhiều người nhầm tưởng năm 1257, Trần Quốc Tuấn đã được phong là tiết chế, thống lĩnh quân đội. Không định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép rõ ràng hơn. Tháng 9, hạ mệnh lệnh cho Quốc Tuấn đem quân trấn ngự biên thủy phía Bắc. Có thể hiểu, thời điểm đó, Quốc Tuấn mới khoảng 20 tuổi, lại chưa có công lao gì thì sao được trao chức tiết chế như Tổng Tư lệnh quân đội, trong lúc Thái Sư Trần Thủ Độ mãi năm 1264 mới qua đời. Tuy nhiên, việc trao cho ông nhiệm vụ trấn giữ biên giới phía Bắc thì đây là sự trọng dụng đầy mạo hiểm của vua Trần Thái Tông. Tại sao lại như vậy? Cần phải lật lại thời điểm 14 tháng trước, tức tháng 7 năm 1256. Sử chép, tháng 7 mùa thu, Vũ Thành Vương tên Doãn chạy sang đất nhà Tống, bị viên quan bản thổ ở Tư Minh là Hoàng Bính bắt được đưa trả lại. Doãn là con An Sinh Vương Liễu. Do Lý Thị sinh ra, từ khi nhà vua chiếm lấy Lý Thị lập làm hoàng hậu, An Sinh Vương đối với quốc gia có sự hiềm khích. Đến khi Lý Hậu mất, tên Doãn bị thất thế nên đem cả gia quyến chạy sang đất nhà Tống, bị viên quan bản thổ ở Tư Minh là Hoàng Bính bắt được đưa trả lại. Nhà vua ban vàng lụa thưởng cho Hoàng Bính. Từ bấy giờ, việc xét hỏi quan ải ngày thêm nghiêm mật. Hiểu một cách đơn giản, Trần Doãn chính là anh cùng cha khác mẹ của Trần Quốc Tuấn. Có thể là để làm vui lòng Lý Oanh và an ủi Trần Doãn, nên Trần Thái Tông đã phong cho Doãn làm vương trong lúc Trần Quốc Tuấn vẫn chưa được phong tước danh giá này. Thế nhưng, Trần Doãn vẫn trong lòng lo sợ nên đã mang cả gia quyến trốn sang Tống giữa năm 1256. Chỉ ở chi tiết này thôi cũng đủ dấy lên lo ngại rằng Trần Quốc Tuấn có thể hành động tương tự, và nếu ông có bụng khác phản bội vua Trần thì rất nguy hiểm cho Thăng Long. Vào thời điểm đó, có lẽ cũng có những tin đồn không có lợi cho Trần Quốc Tuấn về mối thù của cha. Đến ngay Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn chép cả chi tiết mơ hồ, nhưng đáng sợ là Yên Sinh Vương trước đây vốn có hiềm khích với Chiêu Lăng, Trì Thái Tông, mang lòng hậm hực tìm khắp những người tài nghệ để dạy Quốc Tuấn. Lúc sắp mất, Yên Sinh cầm tay Quốc Tuấn dối răng rằng: "Con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được." Nhưng vua Trần Thái Tông đã dẹp qua mối lo từ tin đồn, mối lo từ chuyện Trần Doãn trốn sang Tống để quyết trọng dụng Trần Quốc Tuấn. Có một giai thoại được cho là ghi trong cuốn Đông A Di Cư kể về chuyện Trần Thái Tông hỏi cung Trần Doãn sau khi bị giải Thăng Long như sau. Nhà vua hỏi Vũ Thành Vương Trần Doãn rằng: "Người là con của Hiền Từ Thái Hậu sinh ra, tước phong tới vương, được trọng đãi, thế sao lại bỏ nước trốn đi?" Trần Doãn đáp: "Bỏ nước, bỏ mồ mả tổ tiên, bỏ quê hương, bỏ người thân, lưu lạc xứ người, hỏi mấy ai muốn. Từ khi phụ vương băng, anh em thần gạt bỏ hết những thù hận từ tiên vương để trung thành bảo vệ vương triều, nhưng anh em thần vẫn bị nghi ngờ. Từ xưa đến nay, phàm vua nghi ngờ bầy tôi thì có hai việc xảy ra. Một là bầy tôi sẽ bị giết, hoặc bầy tôi làm loạn để tự tồn. Thần không đủ can đảm phản bệ hạ nên phải trốn đi.
Bệ hạ thử đặt mình vào hoàn cảnh anh em thần thì thấy ngay. Buổi thiết đại triều trước đây đã nghị trao cho Hưng Đạo Vương làm tiết chế quần mã. Thế nhưng từ hồi ấy đến giờ, chiếu chỉ vẫn chưa ban ra. Bệ hạ phong cho Hưng Đạo Vương lĩnh tiết chế. Cái danh tiết chế chỉ để trang trí cho đẹp. Quyền của tiết chế ra sao? 4 hạm đội, hiệu kỵ binh, hiệu ngư binh, 3 hiệu bộ binh của Ngũ Yên sẵn sàng cho triều đình sử dụng. Còn quân của triều đình thì vẫn có phụ quốc thái úy chỉ huy. Trên phụ quốc thái úy còn thái sư thống quốc hành quân vụ Trinh Thảo Sứ. Thì ra Hưng Đạo Vương lĩnh chức tiết chế để đem lực lượng Ngũ Yên trao cho triều đình. Giai thoại này có quá nhiều chi tiết sử liệu cần xem lại, vì thực ra thời điểm đó Trần Quốc Tuấn chưa được phong vương, chưa được phong là tiết chế và khó có lực lượng gọi là Ngũ Yên, được cho là quân tinh nhuệ do Trần Liễu nuôi. Cứ theo lý mà xét, Trần Liễu sau khi thất bại trong vụ loạn ở sông Cái, thuộc hạ bị giết hết thì bị giám sát chặt chẽ, lấy đâu ra cơ hội để tuyển mộ binh sĩ. Tuy nhiên, nếu cuộc đối đáp này có thật thì nó càng khẳng định được sự độ lượng của Trần Thái Tông, khi dù có quá nhiều phản biện theo hướng bất lợi, nhưng ông vẫn kiên quyết đặt niềm tin vào Trần Quốc Tuấn. Và đó là quyết định sáng suốt bậc nhất trong cuộc đời Trần Thái Tông. Trần Quốc Tuấn, sau là Trần Hưng Đạo, không chỉ là trụ cột của nhà Trần, mà còn là trụ cột của cả đất nước và trở thành biểu tượng sức mạnh trong cả lịch sử dân tộc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.